Thưa quý vị, sáng ngày 26 tháng 3 năm 2023, tại chùa Long Quang, khu phố 5, thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Núi Thành đã trang nghiêm tổ chức lễ công bố trao quyết định bổ nhiệm trụ trì cho Đại đức Thích Thông Đạt, Quảng Lâm Chứng Minh, có hòa thượng Thích Thiện Thành, ủy viên thường trực Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam, chứng minh Ban Trị sự Phật giáo huyện Núi Thành cùng chư tôn đức trong và ngoài tỉnh Quảng Nam cùng về dự và chúc mừng. Mở đầu buổi lễ, Đại đức Thích Quảng Hòa, Phó trưởng ban Thường trực Ban trị sự Phật giáo huyện Núi Thành, Phó trưởng ban tổ chức tuyên đọc diễn văn khai mạc, bày tỏ sự tin tưởng ở vị tân trụ trì với tiếng tâm kiên cố, sức trẻ và lòng nhiệt thành cho công tác Phật sự của huyện, cùng với sở học, kiến thức đạo học, thế học, Đại Đức sẽ hướng dẫn tiến độ tu tập đúng với tinh thần của Phật giáo và pháp luật nhà nước. Tiếp đến, Đại Đức Thích Thông Khiêm, Ủy viên Ban trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam, Phó Chánh Văn phòng Ban trị sự Phật giáo tỉnh đã công bố quyết định số 347 của Ban Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh do Hòa Thượng Thích Thiện Thành ấn ký về việc bổ nhiệm Đại Đức Thích Thông Đạt, Thế danh Đặng Phương Nam, sinh năm 1996, xã Tâm Anh Nam, huyện Núi Thành, làm trụ trì Chùa Long Quang. Trong giờ phút thiên liêng, Hòa thượng Thích Hạnh Nhẫn, Phó trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, trang trọng trao quyết định bổ nhiệm trụ trì cho Đại đức Thích Thông Đạt. Đại đức Tân trụ trì phát nguyện tuân thủ hiến chương giáo hội, luật pháp nhà nước và sẽ nỗ lực hết mình cống hiến cho đạo pháp và dân tộc. Trong buổi lễ Đại đức Thích Hạnh Thông, bổn sư của Đại đức Tân trụ trì ân cần nhắc nhở đệ tử của mình gửi gắm cho chư tôn đức quan tâm sách tấn và tán thán Phật tử đã hết mình lo cho vị tân trụ trì và chăm lo cho bổn tự ngày một khởi sắc hơn. Ban đạo từ Hòa thượng Thích Phước Minh, Ủy viên Hội đồng trị sự, trưởng ban trị sự, kiêm trưởng ban tăng sự, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh sách tấn Đại Đức, hãy tránh niệm nương tựa tăng để vượt qua những chướng ngại phía trước và mong rằng Đại Đức Tân trụ trì sẽ thành tựu nhiều Phật sự to lớn hơn nữa, góp phần cho Phật sự chung của giáo hội. Hòa thượng cũng tán tháng ban trị sự Phật giáo huyện Núi Thành đã thành tựu nhiều Phật sự quan trọng, ghi nhận và truy niệm những bậc tiền bối hữu công của chùa. Buổi lễ khép lại với rất nhiều lãng hoa và phần quà chúc mừng từ các ban ngành Phật giáo tỉnh, ban trị sự các huyện, thị xã thành phố, chính quyền các cấp, đồng môn pháp lữ và Phật tử khắp nơi. Trước đó, ngày mùng 4 tháng 2, gần Quý Mão, Bổn Tự đã trang nghiêm tổ chức lễ Hoàng Nguyện Tam Bảo, Đại Trai Đàn Cầu Siêu, Giải Oan Bạc Độ và Chẩn Tế Âm Linh Cô Hồn.